Bảo Anh mặc vest sẽ sâu ngực tình tứ bên Bùi Anh Tuấn. Trong buổi họp fan của Bảo Anh, giọng ca phố không mùa đã đến chúc mừng cô bạn thân. Tối ngày 4 tháng 9, Bảo Anh tổ chức buổi họp fan tại một trung tâm mua sắm ở thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp sinh nhật 24 tuổi. Nữ ca sĩ di chuyển bằng ô tô riêng đến địa điểm diễn ra chương trình. Giọng ca Anh muốn em sống sao nổi bật với bộ vest xanh xẻ ngược sau của nhà thiết kế Lưu Ngọc Kim Khanh. Bảo Anh tự tin khoe không mặc nội y, khoe vẻ gợi cảm trước ống kính. Bảo Anh được em gái tháp tùng, em gái nữ ca sĩ tên Bảo An, ít hơn cô 10 tuổi. Không ít người ngạc nhiên vì em gái Bảo Anh có nhiều chiều cao nổi trội 1m72, gương mặt xinh xắn. Trà My Idol trốn chồng con đến dự buổi họp fan của đàn em. Gái một con tiết lộ, Bảo Anh chính là người động viên cô trở lại sân khấu sau 2 năm nghỉ sinh con. Bùi Anh Tuấn cũng đến chúc mừng cô bạn thân, cả hai cùng trưởng thành từ cuộc thi The Voice. Sàng sàng tuổi nhau nên rất thân thiết. Trong sự kiện, Bảo Anh tình tứ nắm tay Bùi Anh Tuấn khiến chàng ca sĩ cười ngượng ngùng. Đôi bạn còn song ca sau tất cả rất ăn ý. Để chiều lòng fan, Bảo Anh đã thể hiện khả năng nhảy múa với dải lụa. Tuy nhiên, vì mặc bộ đồ trang phục bó sát nên màn vũ đạo của cô khiến khán giả bật cười vì chưa được duyên dáng. Cô cũng thể hiện một số bản hit gắn liền với tên tuổi, đồng thời tiết lộ về dự án âm nhạc sắp tới. Diễn viên Diệu Nhi đảm nhận vai trò MC cho buổi họp fan. Với tính cách dí dỏm, cô chọc ghẹo kẻ xấu Bảo Anh khiến nhân vật chính chỉ biết cười trừ. Fan của Bảo Anh còn tổ chức sinh nhật cho thần tượng ngay trên sân khấu. Giọng ca Trái Tim Em Cũng Biết Đâu xúc động ngẹn ngào trước tình cảm của khán giả dành cho mình. Hàng trăm bạn trẻ đã đến dự buổi giao lưu của Bảo Anh. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!